Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe. Thì hôm nay em làm clip giới thiệu đến các anh một chiếc tủ rất là đẹp đến từ nhãn hàng Rubinsky, một trong những nhãn hàng rất là nổi tiếng về thương hiệu phụ kiện tẩu thuốc cũng như là xì gà, như là đồ chơi rất là đẹp và độc đáo luôn. Một chiếc tủ này thì khá là tinh xảo và cao cấp dành cho những anh yêu thích cái sự thủ công. Đây, một chiếc tủ được đục đẽo thủ công từ nghệ nhân. Cái hộp rất là sang trọng và nghệ thuật như thế này, anh mở. Đó, rất là nghệ thuật, rất là thích hợp cho các anh làm quà tặng biểu sếp, bạn bè, đối tác, đồng nghiệp trong các dịp lễ quan trọng. Đặc biệt là các anh cũng có thể mua để sử dụng luôn. Một cái sản phẩm rất là cao cấp như thế này. Một cái sản phẩm thì hộp cũng với size vừa phải thôi, với sức chứa khoảng 50 điếu đến 60 điếu thôi. Nhưng mà cái cách đóng gói rất là chắc chắn và rất là sang trọng như thế này. Đó. Chúng ta sẽ có một cái lớp bút xốp cũng như là một cái túi đựng bằng nhung rất đẹp và sang trọng ở bên ngoài. Cái tủ này thì cũng rất là thích hợp cho các anh có thể để ở trên táp lô của ô tô nhé. Các anh có thể đặt ở trên ô tô để mang đi lại giữa văn phòng và nhà. Nhiều anh thì cũng sử dụng ít xì gà thì mình chỉ cần có một cái như thế này cũng là đủ rồi. Còn nhiều anh có nhiều xì gà thì mình có thể sử dụng cái này để ủ nhé. Đấy, cái lớp nhung bên ngoài, cái túi đựng bằng nhung rất là cao cấp như thế này. Ở trên đây thì cái lớp túi nhung thì cũng có in cái logo của hãng Rubinsky. Đây là một cái tủ bằng hoàn toàn bằng gỗ tuyết tùng các anh nhé, hoàn toàn bằng gỗ tuyết tùng luôn. Và như các anh có thể quan sát thì mọi thứ được gia công rất là sắc sảo và sắc nét luôn. Đó, họa tiết ở trên này là Ai Cập cổ đại, cái sinh hoạt văn hóa của người Ai Cập cổ đại. Đây là một cái phong cách mà Rubinsky theo đuổi rất là lâu rồi. Đấy, tất cả bốn mặt chúng ta đều có, em xin lỗi là 1, 2, 4, 5 mặt chúng ta có họa tiết full cả 5 mặt luôn. Và những cái họa tiết này được gia công tỉ mỉ thủ công các anh nhé. Gia công tỉ mỉ thủ công từng chiếc một chứ không phải là gia công, tất nhiên này thì vẫn hỗ trợ bằng công cụ đó là máy, nhưng mà không phải là công nghiệp mà là chúng ta sẽ bằng hỗ trợ bằng máy cầm tay đó. Ở trên này chúng ta có mặt trống này cũng như là những cái họa tiết sinh hoạt của người Ai Cập cổ đại, và chúng ta có cả chữ viết của người Ai Cập cổ đại luôn. Đấy, chim rồi hoa lá cành người rồi đời sống sinh hoạt săn bắt đó. Ở bên sườn thì chúng ta có pharaoh này, là chúng ta sẽ có những vị thần biểu tượng của Ai Cập ấy, những vị vua đó. Tất cả các mặt đều rất là tinh xảo. Cái tổng thể của cái sản phẩm này sẽ bao gồm là một màu vàng, thì tất nhiên là không có cái trong cùng một dòng sản phẩm thì sẽ không có cái nào giống cái nào hoàn toàn các anh nhé. Gam màu là một gam màu gỗ tự nhiên, chính vì vậy nó sẽ khác nhau một chút. Bản lề là bản lề đứng 90 độ các anh nhé, bản lề đứng 90 độ rất là im lặng khi mà mở không kêu có két. Ở trong thì chúng ta có chất liệu gỗ rất là dày, các anh có thể quan sát là các thanh gỗ cực kỳ là dày, cực kỳ là dày. Và cái sản phẩm này có cả khóa riêng tư rất là an toàn cho các anh, nếu như mà mình bận mình để ở văn phòng thì ở trong phòng làm việc cũng rất là an toàn và đảm bảo. Chúng ta có một cái bộ phận đó là thanh đựng nước cất để bảo quản, cũng như là một chiếc đồng hồ để giúp cho các anh có thể làm bảo quản cái độ ẩm, kiểm soát cái độ ẩm một cách chính xác nhé. Cái này chúng ta chỉ cần đặt lên đây thôi là nó sẽ hít rồi. Đây, ở trong này thì có đế hít 500 rất là nhanh gọn và đơn giản. Một cái thanh để ngăn, nếu như các anh có thể sử dụng là ngăn để đựng hai dòng dì gà khác nhau để ngăn đôi ra, và kênh cũng có thể ngăn để đựng phụ kiện nhé. Ở đây thì chúng ta có một chiếc khóa riêng tư đó, và đây chúng ta có một cái khay, đây là cái khay để giúp cho các anh có thể là cách cái khoảng giữa tủ và xì gà ra một khoảng như này để lấy cái phần thoáng nếu mà các anh muốn chất đầy xì gà vào cái tủ này. Bình thường thì bảo quản xì gà chúng ta sẽ chỉ chất 50% so với lại sức chứa của cái tủ thôi, nhưng mà lỡ mình có mua quá tay hoặc là được biếu quá nhiều thì mình sẽ chất đầy, thì cái phần này nó sẽ giúp cho mình làm thoáng cái phần tủ của mình, cũng rất là an toàn và đảm bảo. Hoặc là mình cũng có thể sử dụng như thế này đó, rất là sang trọng. Cái phần tất cả phần thanh gỗ này đều được làm gỗ tuyết tùng, một loại gỗ chuyên dành cho xì gà không ẩm mốc, giúp cho các anh bảo quản xì gà an toàn ở mọi lúc mọi nơi, cũng như là không cần mất quá nhiều thời gian về bảo quản xì gà nhé. Đấy.
thanh gỗ rất là dày và nhiều năm tuổi. Bản lề 90 độ được nạ vàng. Bản lề này thì không ham gì, cũng không tạo tiếng kêu trong khi lúc mình mở ra mở vàng, không tạo tiếng kêu, rất là im lặng luôn, êm ái. Bản lề có độ bền cực kỳ cao. Một chiếc tủ rất là tinh xảo với sức chứa vừa phải dành cho những anh yêu xì gà ở mức vừa phải. Và các anh cũng hoàn toàn có thể đặt chiếc tủ này trong chiếc tủ điện nhé, để mình vừa ủ vừa bảo quản tự động luôn. Đấy, anh nào mà thích cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này. Bên em sẽ có bạn liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website. Để mà tiết kiệm thời gian, các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.